chào cô chú chị, em là Điền đây. Thì chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của em Điền nha. Thì hôm nay tiếp tục là chuyên mục em Điền giới thiệu tới cô chú chị bất động sản nằm ngay vị trí được gọi là trung tâm luôn, vị trí rất đắc địa. Thì bất động sản mình thì đang nằm trên mặt tiền đường là tỉnh lộ 329, rất thích hợp để kinh doanh mở nhà hàng khách sạn. Thì đất mình là có khoảng là hơn 1.300 m2 ha, hơn một chút xíu, thì chính xác của nó là 1.361 m2. Mặt tiền đường của mình là được 10.5 m nha. Chiều sâu thì hơn 100 m, và có sẵn 100 m thổ cư luôn. Phương tiện giao thông của mặt tiền đường nhà mình thì lưu thông rất là tấp nập anh chị. Đây là cái giờ em quay là giờ trưa nha, giờ này là khoảng là 10:30 thôi, cũng là chưa được gọi là giờ cao điểm đâu, nên là chạy cũng tương đối là đông thôi. Cho tới lúc mà tan làm này kia đó thì cái đường này thì di chuyển rất là đông, rất là nhiều. Đây cái mặt tiền đường mình thì đây là mặt tiền đường 329 ha. Đường 329 này mình sẽ giao với lại được đường quốc lộ 5 nè. Thì nói chung là đường này chỉ giao được quốc lộ 5 thôi. 329 này mình thẳng đi thẳng xuống cũng đi được biển Hồ Tràm đó. Đi ra chút xíu đây là mình sẽ gặp vòng xoay. Vòng xoay bệnh viện huyện Xuyên Mộc nha. Đó là trung tâm luôn rồi. Ra chút xíu thôi, khoảng là chưa tới cây số đâu là ra tới rồi. Và ra chút xíu đây là trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại đó thì đã làm hạ tầng giao thông, hạ tầng thì đã xong hết rồi, đã có văn bản là đưa vào hoạt động là cuối năm nay hoặc là đầu năm sau đó. Và cái hướng này mình sẽ đi được Hòa Hội này, Hòa Hiệp. Đi ra đây thì mình sẽ gặp ngã tư, mình rẽ bên tay trái thì mình đi được Sài Gòn ha, mình rẽ bên tay phải thì mình đi được Bông Trang, Bưng Riền. Ra đó lại là gặp quốc lộ 5 rồi, nên là mình đi được Bông Trang, Bưng Riền, Bình Châu. Rồi cái bất động sản của mình đây anh chị, đây ranh mình từ đây ha, từ bên này qua bên này là 10.5 m. Chiều sâu thì sâu bên đất mình thì nở hậu, của đằng sau hậu đất mình thì là 28 m anh chị. Đó, nở hậu là 28 m, mặt tiền chỉ có là 10.5 m thôi. Có sẵn 100 m thổ cư rồi nha chị. Thì đất mình thì hơi thấp so với đường xíu, đất mình thì đã có vỉa hè rồi ha. Đó. Bên này là sâu vô 104 m ha, sâu vô tuốt này kia. Thì đất mình ở đằng sau thì càng ngày đi càng sâu thì nó càng nở hậu ra. Đây. Như anh chị cũng đã thấy là xung quanh mình thì dân cư rất là đông rồi. Và toàn là mặt tiền đường kinh doanh. Xung quanh mình toàn là kinh doanh không à. Đây. Ranh móc thì rõ ràng rồi ha. Từ giáp nhà này xuống này thì thẳng xuống ha. Cái này cũng vậy, đi rào mong sẵn thẳng xuống luôn. Rào này thì em nghĩ là rào của bên kia rào thôi chứ không phải là rào của mình đâu. Bên này ra tới đây thì cái móc mình sẽ tới đây ha, và nở ra bên này, nó mở rộng ra bên này. Mở rộng ra bên này. Hiện tại đất mình thì quy hoạch là đất ở hết toàn bộ nha. Nếu mà cô chú chị mình có nhu cầu sử dụng thêm thì mình có thể lên thêm hết đất cũng được. Hiện tại thì mình đã có là 100 m thổ cư rồi, nên là anh chị yên tâm về vấn đề thổ cư, có thể xây thoải mái. Thì cái vị trí em Điền đây cũng nó thực sự ra thì ra biển Hồ Tràm cũng rất là gần, đi ra biển Hồ Tràm khoảng là 10 cây số thôi, tầm cỡ đó thôi. Thì vị trí của bất động sản này dường như nằm trung tâm rồi mà, thì tiện ích thì như trường học, ủy ban, rồi trung tâm huyện thì trung tâm hành chính huyện, bệnh viện vân vân, nói chung là đi ra chút xíu thôi là ra tới hết những cái đó rồi. Đây cái này sau ranh sau mình là tới đây ha, bên này qua
bên này là 28 mét hơn đó. Đó, đây là hậu của mình ha, nở hậu. Thì cái bất động sản này nằm ngay vị trí quá là tuyệt vời luôn, thì rất thích hợp là làm nhà hàng khách sạn, tại vì cái giao thông ở đây thì cũng rất là thuận tiện. Đó là quốc tỉnh lộ 329 mà, nghĩa là phương tiện giao thông đi rất là nhiều. Và trên cái dọc đường 329 này thì cũng có rất nhiều cái chỗ mà kinh doanh mở hotel. Về xuống đây thì có phòng khám đa khoa gì đó mới mở. Lúc trước thì thực sự là lúc trước chủ đất này này là muốn mua mà để dành, thì chủ đất cũng có nói với em á, thì tính là sẽ lên 1.000 mét vuông nữa đất ở nữa, chuyển mục đích lên 1.000 mét vuông đất ở nữa để mà làm cái dãy trọ ha, dãy trọ sau này. Còn phía trước thì sẽ làm vài cái kiosk ha, kiosk nhỏ, rồi trừa một lối đi nhỏ nhỏ bên này để mà đi vô cái dãy trọ trong này. Kiosk thì cho thuê hoặc là mua bán kinh doanh gì đó. Thì cũng thấy rất là hợp lý đó. Nhưng mà không có kinh phí để làm cái đó nữa, kẹt tiền thì cũng phải bán à. Thì cái bất động sản này á, cái chủ mình cũng muốn bán á, tổng diện tích thế này thì là 11 tỷ anh chị. 11 tỷ cho 1.361 mét vuông này và có sẵn 100 mét thổ cư. Đức mình thì pháp lý là sổ riêng rồi ha, một sổ một thôi ha, một sổ một hết tổng được cái tổng diện tích này ha. Tính ra thì cái này thì không, cũng không được là tính là mét ngang đâu, tại vì nó sâu quá sâu rồi. Mình tính mét vuông, tính ra mét vuông thì khoảng là 8 triệu lẻ thôi, 8 triệu sẹt mét vuông đó. Thì vị trí mà nằm ngay mặt tiền đường lớn này mà chỉ có 8 triệu mét vuông thôi. Từ Sài Gòn mà di chuyển về cái bất động sản mình thì khoảng là 2 tiếng rưỡi thôi. 2 tiếng rưỡi mình đi di chuyển cao tốc ha. Thì vị trí của mình thì gọi là giao thông thì thuận tiện hết. Xe cộ rô thông ở ngoài đường mình thì rất là tấp nập. Rồi, có chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em Điền. Em Điền sẽ dẫn có chú chị mình cùng xem bất động sản này nha. Rồi, em Điền cảm ơn anh chị đã nhấn vô xem video của em Điền. Rồi, em Điền xin kính chào và hẹn gặp lại.